Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Công ty Hoàng Anh Gia Lai và Nutifood đã ký kết hợp tác phát triển vùng nguyên liệu cho sữa đậu nành. Theo đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam sẽ nghiên cứu giống và trồng thực nghiệm để cho ra những loại đậu tương với năng suất cao, chất lượng tốt. Hoàng Anh Gia Lai sẽ dành quỹ đất khoảng 1.000 hecta để trồng đậu tương và trong 5 năm tới, quỹ đất dự kiến lên tới 3.000 hecta. Nutifood sẽ bao tiêu toàn bộ sản lượng đậu tương. Dự kiến năm đầu tiên, khoảng 2.500 tấn đậu tương sau canh tác sẽ được chế biến thành gần 3,5 triệu lít sữa đậu nành. Những năm tiếp theo, lượng đậu tương sẽ đạt khoảng 20.000 tấn. Không chỉ tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ trong nước, dự án còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.